Chào mừng các tỷ anh em đã quay trở lại và tôi lại là Cám Lợn đây Hôm nay sẽ là video về máy tính Ngày này làm điện thoại nhiều quá Và mình chuẩn bị có một số content nữa liên quan đến chiếc là CS10 Không biết anh em nào đã mua hay là đã trên tay hay đang sở hữu chiếc máy này chưa Cảm giác ra làm sao À, nếu mà chưa mà vẫn là muốn đang băn khoăn mua thì mình sắp tới làm sẽ một số content nữa về chiếc Galaxy 10 này S10 Plus nữa để chia sẻ với anh em thì hôm nay tạm thời trước mắt chúng ta sẽ có một nội dung về một cái máy tính dành cho các anh em đang chuẩn bị mua máy tính mới hoặc đơn giản đang tư vấn bạn bè thì hôm nay sẽ là một bộ PC có mức giá khoảng tầm uh, trên bình dân một chút nó ở tầm trung là có giá tại An Phát PC là 16 triệu rưỡi đây là bộ PC với các đồ họa tương đối mới của Nvidia là GTX 1660 Ti mà nó có sức mạnh sẽ ngang ngửa chiếc GTX 1070 Nói về cái card này thôi Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm bộ PC này để xem cái card mới nó có gì hay ho và hiệu năng về chơi game cũng như làm đồ họa ra làm sao nhé Mình thấy cái mức giá loanh quanh từ 15 đến 20 triệu là mức giá tương đối phổ biến mà anh em thường bỏ ra để mua một bộ PC thì hôm nay mình đã mượn bộ PC này đến từ An Phát để gửi đến anh em một cái bài đánh giá Để xem hiệu năng của cái bộ mới với các đồ họa mới nó ra làm sao Mình khá là thích cách tiếp cận người dùng của bên An Phát bởi vì họ thường thường kiếm những cái linh kiện ghép vào với nhau để đưa ra những cái cấu hình nó rất là hợp lý Trong khi các bạn bỏ ra tối giản những thứ không cần thiết và đem lại cho các bạn những hình ảnh tốt nhất ví dụ như những cái kiểu là tản nhiệt này hay là vỏ cây này những cái nó không quá là quan trọng thì thường thường sẽ bị cắt giảm và đem lại cho các bạn hình năng tốt nhất cái bộ này tên của nó là pcrp gaming essential 5 à, essential là kiểu dạng cần thiết thiết yếu ấy còn gaming là chơi game chơi game rất là thiết yếu ở đây chúng ta có vỏ cây khá là quen thuộc các bạn nhìn thấy từ nó nhiều trên mạng và như đã xuất hiện trên kênh của mình rồi thì phải mà đây là phiên bản nâng cấp tí liệu đây là Sigma Gemini một dạng vỏ mi tower trông tương đối đơn giản nhưng khá chắc chắn và đẹp với hông kính cường lực đúng vậy kính các bạn nhé không phải nhựa đâu đây là kính chúng ta có lưới che chống bụi ở mặt trên và mặt trước các bạn có một giải led rgb ở mặt trước này làm cái điểm nhấn và có thể thay đổi một số chế độ bằng nút ấn ở bên, bên trên vỏ cây này mở đắp hông bên phải ra các bạn thấy là một khoảng không đi dây tương đối rộng và các loại dây đã được an phát à, họ đi sẵn tương đối gọn gàng bởi vì cái máy này là máy lắp ráp sẵn các bạn hoàn toàn vẫn có thể nâng cấp lên ví dụ nâng cạc lên cạc mới nâng chip, chip mới để thêm tiền vào nhưng mà đặc biệt là không xuống đâu nhá ví dụ là anh ơi em không có tiền mua gtx một sáu đâu em mua một năm năm ti thôi là không dứa đâu nhá à, nếu mà có cái cạc đấy không xuống đâu giờ thường nâng cấp chỉ nâng cấp lên thôi cái vỏ cây này cho phép các bạn lắp tối đa là 6 quạt cái điểm mình thích đó là chiều ngang của cây khá lớn nên phần quạt ở phía nóc được đặt lùi xa khỏi bên nên khi các bạn lắp các cái linh kiện và dây dỡ đằng sau nối lên nó không bị vướng tay ở phần quạt này bên trong của cây chúng ta có sẵn ba quạt gọi là cool moon mặt trăng mát đấy đấy mặt trăng mát hay là gọi là mặt trăng ngầu led rgb khá đẹp nhưng loại này là bên an phát lắp kèm cho mình để review sâu hàng thôi chứ các bạn lúc mua thì <laughs> sẽ phải bỏ thêm tiền bên trong bộ máy này các bạn sẽ có chip intel Core i3 8100 này mình biết là con chip này không có gì mới cả Nhưng mà nó con chip rất ngon trong mức giá của nó à, Từ số lõi, số luồng, số những thứ đều rất là ngon trong mức giá của nó Thì à, mình nghĩ rằng đây sẽ là Vẫn là một con chip tốt để các bạn phục vụ nhu cầu chơi game hoặc là làm đồ họa cơ bản Các bạn có RAM 8GB, có xe 2666MB Chúng ta có main đến thương hiệu khá lớn nữa là Aorus Gaming của Gigabyte B360M Gaming 3 Đây là một mainboard hỗ trợ CPU Intel Core thế hệ thứ 8 và cả 9 luôn Khá nhiều điểm mạnh chúng ta có hai khe DM2 này. Trong đó thì có một khe hỗ trợ PCI x4 và khe còn lại hỗ trợ x2 hoặc là cả SATA. Các bạn có một số cái phase điện thiết kế kiểu hybrid digital PWM ấy, thế hệ mới có 4 khe RAM DDR4 thoải mái nâng cấp về sau. Ví dụ bây giờ các bạn có 8GB, thích kiểu thêm thanh nữa 16GB, hoặc thêm hai thanh nữa thành 32GB cho nó ngầu xịn. Các bạn có cổng cắm LED RGB Fusion ở trên main luôn. Và các bạn có giác đúng rồi, giác hay gọi là lá chắn cho khe PCIe X16 để tăng độ bền cắm cả các thứ vào thì nó không bị sệ cái khay xuống hay là nó không bị bải ra hay nó như nào đấy đấy đại khái là cái mê này gọi là làm ra để bền mà kiểu như ai xưa giờ có câu là ultra durable cực kỳ bền và vẫn có đua BIOS dành cho em kiểu vọc vạch mà chẳng may có ép sung các thứ thì nó không bị lỗi mệt reset lại BIOS cũ được SSD chúng ta đương nhiên phải có SSD rồi PCIe 19 không có SSD chơi bầy gì đây là SSD Avaser AS 340 dung lượng 240 GB. g. đây là một cái SD mình thấy làm lựa chọn hợp lý của An phát khi chúng ta nâng dung lượng từ 120 lên 240 GB. Thì các bạn có thể cài Windows với cả download các thứ để c nó thoải mái hơn khá là nhiều. Thường thường thì mình thấy nhiều người sử dụng ấy trăm 120 GB thì sẽ rất là nhanh full. nếu như các bạn hay đao ảnh hay đao phim mà kiểu bằng IDM hay bằng cái gì đấy thường thường lưu luôn ổ C mà quên không chuyển cái là quay đi gọi lại lại full ngay thì 240 GB sẽ thoải mái hơn rất là nhiều và Vaser thương hiệu rất là lâu đời rồi cái mẫu AS340 này cũng rất là hợp lý về cạc đúng không ạ? Thì như mình nói. Chúng ta có các là 1660 ti nhưng mà đây không phải là các kiểu reference, không phải các stock đâu mà là các của Aorus Gigabyte GTX 1660 ti của Aorus có logo các Gigabyte phát sáng quen thuộc, có hai quạt à, mặt lưng của cạc thì làm bằng nhựa. nhưng mình đã nói trước thì sức mạnh của các này nó sẽ ngang tầm với GTX 1070 và nó sẽ kém hơn một chút so với RTX 2060 chúng ta được bổ sung công nghệ Nvidia Turing nhưng không có ray tracing các bạn nhớ nhé đó là lý do tại sao mà Nvidia gọi nó là GTX 1660 Ti chứ không phải là RTX bởi vì nó không có ray tracing chúng ta có bộ nguồn đến từ ACBL, nó không phải bàn rồi ACBel G 500 rất là ổn 500 w đáp ứng cái tiêu chuẩn là 80 plus cái nguồn này thì dư sức cân cho cái dàn này dù các bạn có nâng cấp lên full ram hay thậm chí lên phát từ i3 thẳng i7 khá là thoải mái bởi vì cạc 1660 Ti nó không nuốt quá nhiều điện sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem một số cái điểm benchmark mà máy đạt được để các bạn có thể tham khảo Và nếu mà muốn thì các bạn thể lên Google search các cái bộ PC khác điểm ra làm sao để so sánh cái sức mạnh của bộ máy này Ví dụ như ta có PC Mark 10, có Benchmark Time Spy, có Cinebench và có Crystal Disk Đấy các bạn xem xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần test game Đầu tiên một game chắc chắn không thể không test đó là PUBG Hay uh, bây giờ hay ta hay gọi là PUBG mình để ở setting Ultra đồ giải Full HD 1080p FPS trung bình loanh quanh mức 90, đúng vậy không tệ một tí nào, bỏ ra tận 15-16 triệu cơ mà, FPS 90 ultra setting của PUBG là điều có thể làm được. cả CPU và GPU ở bên trong cái máy này khi mà mình chơi game PUBG thì nó sẽ lốt loanh quanh từ 80 đến 90% trong những cảnh các bạn di chuyển chạy loanh quanh ấy và GPU chỉ đạt gần max 100% khi nhân vật ngắm bắn và CPU tối nay hoạt động ít hơn. Điều này cho thấy cái chiếc i3 21 này nó hơi vất vả một chút khi cặp kèm với cả GTX 1660 Ti Nhiệt độ của CPU trong suốt quá trình chơi game thì nó sẽ quanh quẩn 50 độ Còn GPU sẽ đạt lên mức tối đa là 70 độ Bây giờ chuyển tiếp sang game Dota 2 à, Mình để cái mức đẹp nhất Best Looking Cũng vẫn là lộ giải của HD luôn FPS trung bình loanh quanh 102 và GPU nó chỉ lốt khoảng tầm 30-40% Có lẽ rằng game Dota 2 nó quá muỗi so với các 1660T Thế nên là <laughs> GPU chỉ cần đừng thấy thôi còn này không biết là các bạn chơi game khác như thế nào Đối với Dota 2 thì kiểu Cái thích 160 búng tay quá Biến Đấy. Sang game CSGO CSGO thực lẽ là một game các bạn sẽ cần FPS cao Thì trung bình cái máy này lúc mà chơi game Đã được khoảng tầm 176 FPS Và game Apex Legends Một game tương đối mới và rất nhiều bạn chơi Mình có để đồ họa đẹp nhất Và trung bình FPS là khoảng tầm 84 Tất cả các game vào máy này chơi được mượt mà hết Không có vấn đề gì đấy cả Nhưng mà mình thấy Có vẻ như cái chip i3 tháng I1, Có phần hơi đuối khi mà sử dụng chung với cả GTX 1660T nó không hẳn gọi là nghẽn cổ chai nhưng mà nếu mà có thể cũng thể nói là hơi nghẽn nhẹ bởi vì cảm giác một số game hay một số cái tình huống trong game thì cái CPU này nó không theo kịp với cả đồ họa cùng với việc cái máy này chỉ sử dụng một thanh RAM single channel thế nên là hơi bóp hiệu năng một chút nên là theo những quan điểm của mình cái bộ PC này nó tối ưu về giá và hiệu năng nhưng mà nó chưa phải là tối ưu nhất thì nếu các bạn muốn có hiệu năng mượt mà nhất ổn định nhất và không sợ bị nghẽn thì nên làm hai điều sau thứ nhất là nâng cái con chip i3 một lên dòng i5 và thứ hai là lắp thêm một thanh ram nữa từ 8 g lên 16 g thì đảm bảo tất cả mọi thứ đều chạy mượt mà ổn định sẽ không bị ngã cổ trái nữa và vừa rồi thì mình đã test xong cái bộ PC AP Gaming Essential 5 đến từ An phát PC Link mua cái sản phẩm này sẽ phần mô tả ở video dành cho anh em quan tâm Và như mình đã nói thì đây là bộ PC tương đối là tối ưu về giá Tức là cái nguồn là nguồn tốt ở trong cái phân khúc giá của nó và các bạn không phải cần bỏ quá nhiều tiền ra bởi vì nguồn ACB là nguồn của tên tuổi rồi cái vỏ cây sẽ là ok và cũng không quá đắt và các linh kiện xung quanh từ tản nhiệt đến quạt kia các thứ thì không kiểu chơi hàng xịn đến kiểu nóc tô hay co xe gì cả không để mức giá lên quá cao chúng ta tập trung vào một cái SD tốt một card đồ họa tốt một cái CPU tốt thì có lẽ rằng cái PC này theo mình thấy là ổn rồi và như mình nói các bạn cần nâng cấp những cái gì ok rồi đúng không nào hy vọng mọi người thấy video vui vẻ và thú vị nếu thấy ai, để lại một like và bấm subscribe bên dưới các bạn thể chăm sóc của mình trên Facebook hoặc Instagram À, link dưới phần mô tả video luôn à, như vậy thôi nhớ like video nha chào anh em và hẹn gặp lại cho các video khác bye bye